Em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất nhà vườn khá là đẹp nha, giá lại rẻ nữa. Thì đây là hình dáng lô đất của mình, có tổng diện tích là 4.000m² và đã có là 400m thổ cư rồi. Thì đây là thông số các cạnh lô đất của mình đây. Đất của mình thì được bám là 3 mặt tiền đường, khá là dài nha. Một mặt là được 70m, hai mặt còn lại thì rơi vào được khoảng 60m. Tổng toàn bộ thì được khoảng là 130m đó cả nhà. Đường của mình rộng, ô tô vào tận nơi dễ dàng. Trong đất của mình thì đã sẵn một căn nhà xây rồi, chưa sơn thôi, thì các bác có thể về sơn lại màu phong thủy của mình nhá. Bên trong nhà của mình thì cũng rất là sạch sẽ vì được lát gạch bông nha các bác. Nữa là có hai phòng ngủ và một phòng khách cũng khá là rộng, các bác về sửa sang đôi chút là ở ngay được. Như các bác thấy đây, khu vực của mình dân cư ở rất là đông nha, bao xung quanh đất mình luôn. Sẵn là có đường điện hay là internet rồi. Về nguồn nước thì các bác có thể phải khoan giếng hoặc là đào giếng nha. Vì hiện tại là chủ đang sử dụng một cái giếng khoan mượn của nhà hàng xóm đó các bác. Về cái này các bác có thể thương lượng với chủ đất bớt tiền cho mình để mình khoan giếng mới nha. Và trong đất của mình cũng sẵn là một cái ao nổi để mình dự trữ nước, bơm nước vào để tưới tắm đó các bác. Thì trong đất người ta đã cắm những cây bép để tưới xung quanh vườn mình rồi. Hiện tại đất của mình đang được trồng là dâu nuôi tằm, vì chủ đất đang là kinh doanh tằm tơ đó các bác. Và chạy ra phía ngoài trục chính như em có quay ra đây thì bán kính chỉ có khoảng 250m thôi, hai xe ô tô tránh nhau dễ dàng để đi vào trong đất mình nha. Mà đất của mình thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, mà chạy ra tới trung tâm của xã Niên Hà thì lại gần hơn là trung tâm của xã Hoài Đức mình nha các bác. Đất mình thì giáp danh với xã Niên Hà luôn. Bán kính rơi vào khoảng 4 cây, đi vài phút là tới. Còn nếu mà mua thức ăn đồ uống hàng ngày thì có thể mua các quán tạp hóa tự phát bám dọc đường mình nha. Đó, thì thế đất của mình là bằng chiền, rất là đẹp nha, thoai thoải nhẹ thôi. Nữa là chất đất của mình thì toàn bộ là chất đất đỏ ba gian luôn đó các bác. Với lô đất này thì các bác mua vào có thể cho thuê lại với giá là trên dưới 40 triệu cho một năm đó cả nhà. Phần còn lại thì các bác có thể trồng thêm cây ăn trái, cây nâu năm vào mình chăm sóc nha. Thì em mời cả nhà cùng xem chi tiết về lô đất này nha. Em xin chào cả nhà. Tiếp tục thì hôm nay em giới thiệu đến cho cả nhà mình một lô đất nhà vườn rất là đẹp nha. Thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Được nằm trong một cụ dân cư bao quanh luôn, rất là đông nha các bác. Khu vực ở đây và khu vực ở trong này, đâu đó tầm khoảng chục hộ dân xung quanh ở đây, toàn nhà xây thôi, rất là nhiều nha. Và ở đây á, của mình là đường điện này hay là internet là đầy đủ các bác. Mỗi tội là chưa có giếng thôi, các bác về có thể tự khoan hoặc là tự đào nhá. Hiện tại á, là chủ nhờ giếng khoan ở nhà hàng xóm đây, và nhà hàng xóm đây là bơm lên cái mình có một cái ao đây đó, họ bơm lên đây xong bắt đầu họ đẩy đi, đưa đi tưới vào những cái bép này. Đó, vào những cái bép này để tưới dâu nha. Hiện tại đất của mình đang trồng dâu và chủ đang là nuôi tằm các bác. Đó, lô đất này thì có tổng diện tích là 4.000m², rất là đẹp nha, bám mặt tiền đường nhiều và dài. Đó, và đất của mình là có một cái căn nhà này. Nhà nhìn bề ngoài rất là sơ sài, các bác về có thể sơn lại màu yêu thích nha. Đây, trong nhà đây rất là sạch sẽ luôn. Đó, này thì các bác ở là tuyệt vời rồi. Phòng rửa các cái là có hai phòng này và một phòng khách này. Đấy. Rồi đây có một cái gian nhà trước đó là cái nhà bếp của người ta các bác. Nhà bếp. Hiện tại thì nếu mà các bác mua vào á thì khoan một đấy một cái giếng để mình sử dụng riêng. Thì chỗ này tầm khoảng 50 đến 60 mét thôi là nước thoải mái rồi. Như ở đây á, là người ta toàn khoan giếng các bác, nên là mới có cái lượng nước để cho mình mượn
để bơm vào đây tưới này. Đó, như chỗ này thì các bác có thể nuôi cá, dự trữ nước. Họ đào cho mình sẵn rồi, về mình làm sạch đi thôi. Đó, đất của mình thì tới kia là rào rồi nhá. Rào bên cạnh bên hông này, đằng sau này là rào lưới hết rồi. Giờ em di chuyển ra cái ngoài mặt đường này cho các bác xem này. Xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mà hướng đường này mà đi ra tới trung tâm của xã Liên Hà thì nó lại gần hơn là trung tâm của xã Hoài Đức nhá. Thì đâu đó tầm khoảng 4 cây là qua tới ủy ban của xã Liên Hà đó các bác. Như chợ ở các cái tiện ích luôn. Là 4 cây, đường ô tô vào tận nơi các bác nhá. Xe gì vào đây cũng được. Đó, khúc này là cái đường đất thôi các bác. Đường đổ đá cấp phối như thế này thì các bác về có thể họp lại với nhau để mà xin đối ứng với nhà nước. Để mà, tại vì khu vực ở trong đấy á, nhiều dân cư ở rất là nhiều luôn. Mà cách cái đường trục chính á, tầm khoảng 250m thôi là đi vào trong này bằng đường ô tô, đường rộng nha. Đó, rất là dễ dàng thôi. Như đằng trước ở đây á, chỗ này, từ cột bê tông này. Đó, ngay đằng sau nhà mình đây. Đó, từ đây đổ sâu hết cái mặt đường của mình. Mặt đường của mình thì được khoảng 70m cái chiều này và 30m cái chiều đi vào trong nhà kia nữa, là tổng 70m. 70m cộng 30m là tầm 100m. Và một cái mặt đường ở phía dưới đó nữa, cộng thêm 30m nữa các bác, tầm khoảng 130m cái mặt tiền đường của mình tổng toàn bộ nhá. Và từ đây này chạy sâu được khoảng là 165m. Và cái chiều ngang của mình á, bề ngang của mình chạy vào trong, nãy em chỉ lưới bên giáp với cà phê bên kia cả, thì chạy sâu tầm khoảng 30m các bác. Thế đất trên này nó bằng lại, đang bằng lại xuống dưới kia. Đấy, em di chuyển dần cho các bác xem. Trước đất là có một cái cây me này, me rừng nhá, cây me rừng. Đó, trong kia thì có cây xoài. Đó, đây là cái bông gòn các bác. Đấy, các bác về lấy mấy quả bông gòn này. Bông tự nhiên, bông đấy rất là mềm luôn, mềm như lông cừu. Đó, một anh chó ra hùng hổ. Đấy, toàn bộ đất của mình thì đang trồng rau và cắm bắp như thế này. Các bác về thì thích nuôi tằm là có rau sẵn này, họ mới bón phân luôn. Đó, đổ phân đây. Đó, phân này không biết phân này, phân bỏ hay sao các bác. Đó, và chất đất đỏ ba gian nha. Các bác về thì có thể xen như sầu riêng, mắc ca, rồi bơ các cái, rất là tốt luôn. Đó, nhìn các bác nhìn, rất là xanh tốt nha. Đó, gian nhà của mình đây, bên trong sạch sẽ, mình sửa sang lại tươm tất. Đó, em di chuyển vào đây tại thấy con chó nó to quá nên phải trốn. Đó, em di chuyển dần xuống đây cho bác xem. Như em có bay flycam trước đó, em có giới thiệu nhá. Thì toàn bộ đất của mình là đang được trồng dâu nuôi tằm như thế này. Các bác thích nuôi tằm là có dâu sẵn luôn. Hoặc cho thuê nhá. Cho thuê 4 sào dâu này cũng rơi vào tầm khoảng 50 triệu một năm đó các bác. Đó, tại vì nhà em có khoảng 4 sào thôi. Hơn 3 sào thôi mà đã cho thuê là 37 triệu rồi. Đó, mà các bác này có 4 sào dâu này, các bác có thể cho lên được tầm khoảng 40-45 triệu. Đó, cho một năm. Rồi mình, những cái hàng trống này này, mình có thể xen vào những cái cây ăn trái, cây nấu năm vào. Đó, chờ cho họ thuê dâu, mượn dâu này họ làm á. Thì sẽ có cái nguồn thu quanh năm. Cái số tiền nó luân chuyển quanh năm các bác. Đó, xung quanh ở đây á thì đây, dâu nuôi tằm hết của mình này, còn cà phê là quả nhà người khác. Nhìn bãi dâu rất là đẹp luôn, rất là tốt nha. Đó, thì ở cái khúc này các bác, đây em xuống tới đây rồi. Cái mặt đường này của mình, một mặt này là được khoảng 70m này. Đó, mặt này đi vào nhà người ta là bên này được khoảng 30m.
và bên này được khoảng là 30 mét này các bác. Đó, vậy lên là mình được khoảng là 130 mét ôm đất như thế này. Và một mặt ở bên này. Đấy, đây, cắm cọc đây, cắm trụ đây. Đó. Bê tông đổ thẳng xuống cứ cà phê của người ta, còn toàn bộ dâu là của mình. Đó, nhà cửa hàng xóm của mình đây. Mình liên kết, mình mượn nhờ cái giếng hay mượn nhờ nước cũng được, rất là dễ dàng thôi. Tại em thấy chủ đất ở đây là cắm bếp này, xung quanh hết rồi, toàn bộ hết rồi. Mà nỗ này chủ đang bán cái giá chứ, rất là rẻ nhá, 1.450.000.000 đó, rất là rẻ nhá. Thì vẫn có thương lượng cho mình, các bác thiện chí thì có thể lên gặp trực tiếp chủ thương lượng giá cả. Đó, 4 sào mà giá chỉ có 1.450.000.000 thôi, sổ sách là đầy đủ. Hiện tại á, cái lô này là phải tách nha các bác, phải tách ra, tại vì tổng toàn bộ của nó là hơn 7 sào, thì họ bán là 4 sào và có 400 mét thổ cư luôn. 400 mét thổ cư có sẵn trên cái căn nhà kia rồi các bác về có thể đập đi xây cái nhà to hơn nha. Đó, sẵn là 400 mét thổ cư, rất là đẹp, view thoáng nha, khu dân cư. Đặc biệt là cái 400 mét thổ cư các bác. Đó, về có thể xây căn biệt thự trong này, nhà máy thái trong này. Chất đất rất là đẹp và cái thế đất của mình cũng đẹp nha. Nó lài lài thôi, nói chung là không có dốc, dốc hẳn. Nó bằng thoải, nó triển. Đó, nó bằng như thế này các bác. Đó, nhà hàng xóm nhà họ mới làm cái cổng mới tinh luôn, làm cái sân mới tinh, rất là rộng này. Đó, đường rộng rãi nha, đường giải đá cấp phối rộng đẹp, internet đường điện là đầy đủ. Đó, này thì các bác chỉ cần cọc có 50 triệu đến 100 triệu thôi, thì trong thời gian mà tách sổ á, tách sổ xong á, hoặc là ra họa đồ xong nha, các bác có thể trồng thêm tiền, hoặc là ra họa đồ xong các bác có thể là đi công chứng luôn, thì đâu đó tầm khoảng 3 tháng các bác. Này thì chủ không dám nhận cọc nhiều đâu các bác, chỉ nhận 50 triệu thôi, tại vì người ta sợ đền cọc á, nên là người ta không dám nhận nhiều đâu. Đấy, các bác cảm thấy phù hợp với mình, diện tích rộng mà giá rẻ thì liên hệ qua cho em nhé. Đất thuộc xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Nhà cửa điện nước 400 mét thổ cư. Đường đẹp nhiều, mặt đường thấy đất đẹp, trồng dâu sẵn, bếp chôn sẵn. Đó, về là làm thêm cái giếng thôi, tức là mình có thể thương lượng với chủ đất phần cái giếng nha, bớt tiền cho mình làm cái giếng. Đó, bên này thì rào rồi, làm lưới B40 là bên này rồi, thì các bác về có thể là rào lại. Đấy, cái view rất là đẹp nha. Đó, nhà cửa, ao nước, vườn ao cá. Nhà vườn đây, đẹp. Và cái căn nhà của mình là được xây vào cái hướng đông nam nha các bác, thẳng đây, hướng đông nam. Còn các bác nào thích hướng tây nam thì nó nằm ở bên này. Đó, xoay cái nhà đi qua bên này nha, tây nam, cái hướng này đông nam, rất là đẹp luôn. Chỗ này thì mình sửa sang lại làm cái bếp cũng được. Đây, bếp này. Đó, cái bếp trước người ta củi kia. Đó, ao này, thế đất bằng đẹp, đường xá, trồng thêm có thêm cây ăn trái nữa thì rất là đẹp. Nếu mà có thêm cây ăn trái nữa thì không có giá này rồi các bác. Tận 4.000 m2 mà sẵn là 400 mét thổ cư nữa. Ngay cái bên cạnh mình đây thì có rạc mùng các bác, rạc mùng hay là khoai môn đây này. Đó, bên đằng này thì rào rồi. Đấy, bên cạnh đây á thì có trồng cây thần tài này. Đây, cái bơ bên đối diện mình có thể qua xin cũng được. Đấy, trái bơ này. Đấy, ở đây thì cũng có vài cây thông mát mẻ, hai cây thông.
Quan sát ở đây thì bám dọc đường, các bác ra ngoài đường bê tông là mình mua đồ ăn thức uống ngoài đó thì dễ dàng. Còn muốn ra trung tâm chợ thì tầm khoảng 4 cây nhá. Đi tầm khoảng vài phút thôi. Đó. Đây ở đây nhìn thấy trường học hay là ủy ban xã Liên Hà đây các bác. Đây, qua bên này. Đó. Nhà máy ngói đỏ đấy. Đấy, trung tâm xã Liên Hà thì bên này. Đó, ủy ban này. Nhìn rất rõ luôn. Ủy ban trường học ngay bên này, tầm 4 cây thôi. Đó thì các bác quan tâm liên hệ qua cho em nha. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Nữa thì mua lô này thì các bác rất là có nợ, chỉ cọc có 50 triệu thôi. Ra sổ là trồng tiền công chứng chứ không có phải cọc nhiều, vì chủ sợ cọc nhiều, sợ đền cọc.